Chào anh em, hôm nay mình sẽ đến với chương trình thanh lý của tông đơ bên mình nhé. Thì hiện tại bên mình có thanh lý rất là nhiều mẫu tông đơ như anh em cũng biết đó. Thì đây là con tông đơ, mình sẽ phối hợp bên trong con tông đơ này cho anh em xem nó có những gì nhé. Thì hiện tại bên mình đang thanh lý với giá sell off của con 50% so với giá gốc đó nha anh em. Thì trước mắt anh em đây là con relay gì đây, đây. Đó, relay. Về ngoại hình thì con này nó có lá thiết kế không dài nha anh em. Này, cái bề mặt trên của nó thiết kế một cái màu đỏ. Đỏ này đỏ đô rất là đẹp nha anh em. Nó không phải là đá bóng mà nó làm lốp nhám, mưa nhám đó anh em. Nên là rất là sang trọng nha. Đây, rất là mới nha anh em. Anh em nên nhớ là những hàng mình là hàng mới 100% chưa hồi qua sử dụng nha anh em. Chỉ là để trong kho khá lâu nữa là bây giờ mình cần thanh lý để dọn kho để nhập một số cái mẫu mới về bán cho anh em. Đó. Nhìn rất là đẹp nha anh em. Thì mình sẽ mở tiếng động cơ cho anh em nghe. Đó. Tại do mình để khá lâu nên là công tắc này nó không ăn, nhưng mà mình tắt thì mình bật lại thì ok nha anh em. Đó. Đắt nha, bật lại em xem nha, rất là ok nha, hàng mới 100%. Thì anh em nếu có nhu cầu muốn sở hữu con này thì có thể để lại bình luận phía bên dưới video, mình sẽ tư vấn và báo giá cho anh em nha. Này, con relay và phụ kiện đi kèm con này gồm có một cây lược nha anh em và bộ cử. Này, bộ bốn cử nha anh em. Đấy, anh em có thể nhìn ra bốn cử chuối vệ sinh và dầu vệ sinh cục sạc đó. Rồi thì hiện tại anh em nếu có nhu cầu muốn sử dụng con tông đơ này thì có thể để lại bình luận phía bên dưới video nha. Rồi, xin cảm ơn anh em.